Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chuyên Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị, năm 2020 là một năm mang đến rất nhiều khó khăn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt. Đại dịch đã khiến cho hoàn cảnh nhiều gia đình vốn đã khó khăn lại càng gian nan hơn. Nhiều gia đình phải lâm vào hoàn cảnh tắc nghẽn, không lối thoát. Đa số họ là những thành phần không bằng cấp, lao động chân tay và nhất là không thể làm việc từ nhà, sống bằng đồng lương hàng tuần và không có quỹ tiết kiệm. Nạn thất nghiệp và nguy cơ đối mặt với tình trạng vô gia cư đã thúc đẩy cơ quan lập pháp của các tiểu bang ban hành lệnh cấm thu hồi nhà cửa đối với các hộ thuê nhà nhưng không có khả năng trả tiền trong thời gian đại dịch COVID-19. Lệnh này mặc dù giúp được cho những người thuê nhà nhưng cũng mang đến rất nhiều khó khăn đối với các chủ nhà. Để biết thêm vấn đề pháp lý bảo vệ người thuê nhà trong thời gian khó khăn hiện nay và các chương trình giúp đỡ cho người thuê nhà tại tiểu bang Massachusetts ra sao, chúng tôi đã có cuộc tiếp chuyện cùng với luật sư Janet Võ, đại diện phân phòng pháp lý miễn phí tại Boston như sau. Lời đầu tiên thì Trường Giang xin gửi lời chào đến Janet. Chào anh Giang, chào mọi người. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã có một chương trình nói về cái cơ quan, tức là cái văn phòng pháp lý của Janet, là một văn phòng phục vụ để giúp đỡ cho những người có thu nhập thấp. Trong những trường hợp mà họ cần đến pháp lý thì đến với văn phòng của Janet. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những người mà đi vào cái hoàn cảnh mà khó khăn về vấn đề thuê nhà. Nếu mà họ bị không có tiền trả tiền nhà và bị chủ nhân đuổi đi á, thì họ phải làm như thế nào? Thì theo chủ nhân biết thì vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, lệnh thu hồi nhà thuê đã hết hạn. Tiểu bang Massachusetts có cái chương trình nào khác để giúp đỡ cho những người đó? Và Janet có thể cho biết thêm là luật bảo vệ người thuê nhà như là những lệnh cấm thu nhà như thế nào từ chính quyền liên bang hiện nay? Thưa anh, thì cái chương trình của liên bang bảo vệ cho người mướn nhà tạm thời đến cuối năm năm này, thì cái đó là kêu là cái CDC moratorium. Cái đó là giúp cho người mướn nhà mà không có cả khả năng để cho trả tiền nhà. Thì hiện tại sau ngày 17 tây tháng 10 là tiểu bang bắt đầu cho người chủ nhà đi ra tòa để cho đuổi người thuê ra. Thì hiện tại là cũng có tiểu bang của mình cũng có mấy cái chương trình để cho giúp người ta. Thì có một cái chương trình là kêu là RAF, cái đó là trợ cấp của chính phủ. RAF là giúp cho người ta trả tiền thuê nhà là nếu là không có khả năng bởi vì là mất việc làm hoặc là có bị bệnh á, thì người đó là có thể xin khoảng 4.000 đồng đến 10.000 đồng để cho trả tiền nhà. Thì 10.000 đồng nó hơi khó chút để xin, xin đó là chủ nhà phải đồng ý để cho không có đuổi ra đến 6 tháng sau xin cái tiền đó. Mà cái đó là một cái chương trình của tiểu bang giúp người mướn nhà. Có cái chương trình khác nữa của thành phố Boston á, ở trong thành phố Boston nó có cái chương trình cho nó kêu là Boston Rental Assistance Fund, cho người mướn nhà để cho nó xin khoảng 4.000 đến 6.000 đồng. Mà nếu người đó là hiện tại đang đi ra tòa để bị trục xuất á, thì cái thành phố có thể là giúp người đó xin đến 8.000 đồng. Làm công việc của Janet như thế này thì chị Janet thấy có nhiều trường hợp người Việt của mình đến để xin giúp đỡ hay không? Dạ, thì bây giờ là mình cũng thấy số người cũng vô gọi vô được số điện thoại của văn phòng của mình đó là xin trợ giúp, bởi vì là gặp khó khăn là không biết xin cái tiền trợ cấp RAF hoặc là của tiểu thành phố được á, bởi vì là không có biết cái cách nào để cho xin cái tiền này. Có người ta là mất cái tiền thất nghiệp rồi thì nó trở lại làm xong rồi maybe làm những thợ nail mà cái mùa nó hơi vắng á, không có xin cái tiền thất nghiệp và sau rồi mỗi tháng là cái số tiền là rất là ít. Thì Jenna cũng thấy là Jenna cũng có mấy cái khách của mình á là cũng xin, bởi vì là đang hiện tại đang đi ra tòa bây giờ, bởi vì là chủ nhà khai giấy tờ để cho đuổi ra. Jenna có thể cho biết tổng quan về cái luật thuê nhà, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của những người thuê nhà nó như thế nào? Thì trong tiểu bang Massachusetts là cái quyền cho người mướn nhà là rất rất là mạnh á, bởi vì là nó chủ nhà không phải đuổi cái người mướn nhà
tự do phải không, thì cái đó là phải theo cái process của tòa. Thì ví dụ là nếu chủ nhà muốn đuổi cái người đó ra là chủ nhà phải đưa đàng hoàng cái giấy tờ kêu là notice to quit, cái đó là báo cáo cho người mướn nhà là khoảng 14 ngày hoặc là 30 ngày phải mua ra hoặc là phải trả cái tiền mình thiếu. Nếu cái người đó là không có trả cái tiền hoặc là không có mua ra thì cái chủ nhà phải đi ra tòa xong làm cái giấy là kêu là cái summons á. Cái summons là báo cáo cho người mướn á, là mình phải cái chủ nhà bắt đầu trục xuất mình ra khỏi nhà. Sau đó là chủ nhà phải làm cái ngày làm hàng với cái ngày với cái tòa nữa để cho hai hai phía là qua đi ra tòa để cho hợp. Là một luật sư trong nhiều năm nay thì trường hợp nào mà gay cấn nhất mà Jenna thấy mà người chủ nhà đối xử không tốt đối với những người mướn nhà hoặc là ngược lại? Một cái vấn đề cho mình cũng làm ở trong mùa hè là có một cái chủ nhà trong cái thời gian nó có cái moratorium nó ngừng lại cái trục xuất á. Chủ nhà có đuổi cái người mướn nhà thì người đó thiếu khoảng 200 đồng thôi, không có bao nhiêu tiền đâu, đang kiếm việc làm á, không có xin cái tiền thất nghiệp được bởi vì là cái trường hợp không có cho cái người đó xin được á, mà chủ nhà là chắc giục mấy cái đồ với người đó ra khỏi nhà ngoài đường phải không, xong rồi khóa cái khóa cửa nữa, thay cái ổ khóa không có cho người đó vô nữa, thì đó là rất khó bởi vì là người đó không có chỗ nào vô, không có đi chỗ khác được, là không phải kiếm chỗ khác, xong rồi trong cái mùa dịch là nó rất là khó khăn cho người ta bởi vì là cái luật của tiểu bang với liên bang là bảo vệ cho người ta là không có bị có thể là Bị đuổi ra bị khỏi ảnh nhà hưởng. bên Dạ, hơn không phải có nhà, phải có ổn định cho người ta, phải nữa ổn định cho người ta nữa. Với để cho nó limit cái spread of the virus đó là thì lại lây nhau đó, thì nó hơi khó chút cho người ta. Trong cái trường hợp đó thì cái người thuê nhà họ có quyền ở lại nhà như bình thường hay là họ phải dọn đi một chỗ khác mà được sự giúp đỡ của tiểu bang? Thường cái người đó có quyền trở lại á, mà ở trong cái trường hợp đó là người đó nó thấy rất là ngại để cho trở lại á, bởi vì là cái chủ nhà làm khó khăn á, thì mình không, cái người đó là không có muốn trở lại. Dĩ nhiên là trong cái mùa lễ này thì chúng ta không mong muốn một gia đình nào phải bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là một chủ nhà nào muốn đưa người thuê nhà đến một con đường cùng. Tuy nhiên, nếu mà trong trường hợp mà cần phải tìm đến sự giúp đỡ thì họ sẽ làm như thế nào, thưa luật sư Janet? Nếu là người ta có mỗi người có câu hỏi về vấn đề giống nhà và gặp khó khăn không có trả tiền nhà được á, thì xin các quý vị gọi cho văn phòng của chúng tôi, số điện thoại đó là 617 603 1809. Với chúng tôi cũng làm việc với Việt đó, Hội Việt Mỹ á, để cho giúp người ta, để cho ghi danh cho cái trợ cấp của thành phố Boston với cái trợ cấp tiểu bang RAF á. Cái số của VA đó là 617 804 2456. Nếu quý vị có cái giấy cái tòa nó gửi về là hoặc là chủ nhà gửi cái giấy nào về á, thì liên lạc với văn phòng của chúng tôi liền á. Mà nếu là không có liên lạc với chúng tôi liền được á, thì có thể là đi ra tòa, xong rồi cái ngày đi ra tòa là mình có quyền để cho xin cái người thông dịch với có quyền để cho xin cái người luật sư miễn phí nữa để cho đại diện cho Cảm ơn Janet rất là mình. nhiều. Thì trong mùa lễ năm nay thì Trường Giang cũng xin kính chúc Janet và gia đình có một mùa lễ an vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh. Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.